yêu mất. Thế để không có nên đệ nhất nghĩa để cũng không có. Hai để không có nên các pháp rối loạn. Lại nữa, nếu trong nhân duyên có danh tự thời như nói lửa ắt bị cháy miệng, nói có ắt bị lấp bít miệng. Nếu danh tự không ở trong pháp thời nói lửa không nên sinh ý tưởng về lửa tìm lửa cũng có thể được nước. Từ xa xưa lại đây, chung nhau truyền danh tự nên danh tự mà biết đến việc. Do vậy nên nói nghĩa của danh tự chẳng phải trụ chẳng phải không trụ. Lại nữa, trong đây tu bồ đề tự nói nhân duyên. Vì không có gì nên danh tự chẳng phải trụ chẳng phải không trụ. Giống như danh tự Bồ Tát, danh tự các pháp năm uẩn, 12 nhập, 18 giới cũng như vậy. Hỏi, như trước đã nói các pháp năm uẩn hoặc tập hoặc tán đều không có được, nay cớ sao còn nói năm uẩn? Đáp, ở trên nói ngay năm uẩn, nay muốn nói năm uẩn như mộng, như huyễn. Lại nữa, có người nói năm uẩn của người phàm phu hư dối không thật như mộng, còn năm uẩn của thánh nhân chẳng phải hư dối, vì vậy nên tu bồ đề nói như mộng như huyễn, đều đồng chẳng trụ. Hỏi, trong 10 thí dụ, xem chương 10 dụ thứ 11, cớ sao đây chỉ nói đến 5 việc? Đáp, nếu nói 10 việc thì không có trong hiện tại, chỉ theo tâm chúng sinh nói 5 dụ đủ biện biệt 5 việc nên không nói hết. Hoặc vì năm uẩn nên nói năm dụ, các pháp khác cũng như vậy. Lìa có hai, một, thân lìa, hai, tâm lìa, thân lìa là bỏ thế sự ân ái gia đình, ở chỗ nhàn tịnh. Tâm lìa là xa lìa hết các kiết sử. Lại lìa có hai thứ, một, các pháp lìa danh tự, hai, các pháp mỗi mỗi lìa tư tưởng. Trong đây cốt nói hai thứ lìa sau, vì cớ sao? Vì trong đây cốt phá danh tự, còn chỗ khác nói lìa tự tướng. Trong pháp tiểu thừa phần nhiều nói hai thứ lìa trước, thân lìa tâm lìa, chấm, tịch diệt cũng có hai. Một, phần tướng lành tịch diệt ác sự. Hai, như tướng niết bàn tịch diệt. Quán các pháp thế gian cũng như vậy, trong đây chỉ nói thứ tịch diệt sau. Bất sinh cũng có hai. Một, pháp vị lai và vô vi. Hai, hết thảy pháp thật tướng vô sinh. Vì tướng sinh không thể có được nên trong đây chỉ nói thứ bất sinh sau. Bất diệt có ba, một, trí duyên diệt, trạch diệt, chấm, hai, phi trí duyên diệt, phi trạch diệt, chấm, ba, vô thường diệt, trong đây cốt nói vô thường diệt. Vì trái với đây nên gọi là bất diệt. Bất thị là hết thảy các quán diệt đường ngôn ngữ dứt, không có pháp có thể chỉ bày, pháp ấy tưởng như vậy, hoặc có hoặc không, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nhơ chẳng sạch. Nghĩa là như như, pháp tánh, thật tế, pháp tướng, pháp vị, như trước đã nói. Hỏi, năm uẩn có tập có tán, trái với đây nên nói không tập không tán. Còn như như, pháp tánh, thật tế vân vân, không trái nhau, cớ sao không tập không tán. Đáp, hành giả được như như, pháp tánh vân vân, nên gọi là tập, vì mất nên gọi là tán. Như như không tuy không tập không tán, khoét vách cửa gọi là tập, lấp bít lại gọi là tán. Các nghĩa thiện, bất thiện cho đến mười phương hằng hà sa chư Phật như trước đã nói. Các pháp ấy và danh tự Phật không chỗ nương dựa cho nên đều không, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Kinh, Bạch Thế Tôn, các pháp do nhân duyên hòa hợp, giả danh bày đặt gọi là Bồ Tát. Danh tự ấy, không thể nói nó ở trong năm uẩn. Không thể nói ở trong 12 nhập, 18 giới, cho đến 18 pháp không chung, cũng không thể nói nó ở trong pháp hòa hợp. Bạch Thế Tôn, ví như mộng không thể nói nó ở trong các pháp. Tiếng vang, bóng, dáng nắng, huyễn hóa cũng không thể nói nó ở trong các pháp. Ví như danh tự hư không, không thể nói nó ở trong pháp nào. Kinh Đại Bát Nhã ghi, vô sứ khả, thuyết không thể nói nó ở chỗ nào en đi. Bạch Thế Tôn, như danh tự đất, nước, lửa, ghi ó cũng không thể nói ở trong pháp nào. Danh tự giới, tam muội, trí tuệ, giải thoát chi kiến cũng không thể nói ở trong pháp nào. Như danh tự tu đà hoàn, cho đến danh tự A-la-hán, bích chi Phật cũng không thể nói ở trong pháp nào, như danh tự Phật, danh tự Pháp cũng không thể nói ở trong pháp nào. Như danh tự hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc thường hoặc vô thường. Hoặc khổ hoặc vui, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịch diệt hoặc lìa, hoặc có hoặc không, không thể nói ở trong pháp nào. Bạch Thế Tôn, con vì nghĩ ấy nên tâm hối hận. Nếu con nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát en đi. Chấm, hết thảy các pháp tướng tập tướng tán không thể có được, làm sao vì Bồ Tát lập danh tự gọi là Bồ Tát.
Bạch Thế Tôn, danh tự ấy không trụ chẳng phải không trụ, vì cớ sao? Vì danh tự không có gì. Vì vậy danh tự ấy không trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát nghe nói Bát Nhã Ba La Mật tướng như vậy, nghĩa như vậy mà tâm không chìm đắm, không hối, không kinh, không hãi, không sợ, nên biết Bồ Tát ấy chắc chắn trụ tánh bất thối chuyển, vì trụ không trụ pháp. Luận, môn không trụ cũng chẳng phải không trụ trước đây dùng để phá danh tự Bồ Tát và các pháp, nay dùng môn khác để phá danh tự Bồ Tát, không có pháp gì có thể gọi là Bồ Tát, vì cớ sao? Vì Bồ Tát chẳng phải là năm uẩn, năm uẩn chẳng phải là Bồ Tát. Trong năm uẩn không có Bồ Tát, trong Bồ Tát không có năm uẩn. Năm uẩn không thuộc Bồ Tát không thuộc năm uẩn. Lìa năm uẩn không có Bồ Tát, lìa Bồ Tát không có năm uẩn. Như vậy danh tự Bồ Tát không thể có được nên biết nó là không, cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Thí như việc trông thấy trong mộng đều là hư dối không thể nói. Trong mộng ấy không có tướng pháp nhất định gọi là năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, chỉ có tâm cuồng. Bóng, tiếng vang, dáng nắng, huyễn hóa cũng như vậy, chỉ dối gạt tai mắt. Như hư không, không thể nói ở trong các pháp, vì vô tướng. Vì hư không trái với sắc nên không được nói là sắc, chỗ sắc tiêu hết cũng chẳng phải hư không, vì không có pháp riêng biệt. Nếu bảo chỗ thân ra vào là tướng hư không, việc ấy không đúng. Đó là thân nghiệp chẳng phải tướng hư không, nếu không có. Tướng thời không có pháp. Vì vậy, hư không chỉ có danh tự. Danh tự Bồ Tát cũng như vậy. Hỏi, như mộng hư không vân vân, có thể chỉ có danh tự. Làm sao đất nước, lửa, gió thật pháp mà cũng chỉ có danh tự. Đáp, người vô trí cho các vật đất vân vân, là thật thánh nhân bằng tuệ nhãn xem thấy toàn là hư dối. Thí như trẻ con thất tượng trong gương cho là thật vui mừng muốn lấy, người lớn xem đó chỉ là dối hoặc mắt người. Những người phàm phu thấy vi trần hòa hợp thành đất cho là đất thật, ai có mắt trời phân tán đất ấy, chỉ thấy vi trần, còn dùng tuệ nhãn phân biệt phá tan thì đất ấy hoàn toàn không thể có được. Lại nữa, trong phẩm đầu của luận, dùng các phá thân tướng, như thân phá, đất cũng phá. Lại nữa, nếu đất là thật tại sao khi quán hết thảy lửa thì đều là lửa? Hoặc cho thiền định quán là thật còn Phật nói hết thảy pháp không là hư vọng nhưng việc ấy không đúng. Nước, lửa, gió cũng như vậy. Như bổn đại hợp làm thân, vốn còn như vậy, huống gì các nghiệp do thân làm như giữ giới vân vân, mà chẳng không. Như giữ giới là thông nghiệp còn không, huống gì thiền định trí tuệ, giải thoát chi kiến vân vân, mà chẳng không. Nếu năm pháp uẩn giới, định vân vân, còn không, huống gì các thánh đạo quả do giữ giới, thiền định vân vân, làm nhân duyên để chứng đắc mà chẳng không. Nếu thánh đạo quả còn không, huống gì người chứng tu đà hoàn cho đến Phật mà chẳng không. Vì vậy, danh tự Bồ Tát tuy là thiện pháp, cho đến xuất ra từ trong pháp có, không, không gọi là thiện, cho đến không gọi là có, không, vì tập và tán không thể có được. Tu Bồ Đề đã biết tướng không như vậy, làm sao gọi là Bồ Tát, để nói Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát. Nếu Bồ Tát nghe như vậy, không sợ, không hãi, thời trụ trong tánh bất thối chuyển, vì như pháp bất trụ mà trụ vậy. Tánh bất thối chuyển là Bồ Tát ấy chưa được vô sinh pháp nhẫn. Chưa được chư Phật thọ ký. Chỉ nhờ sức phước đức trí tuệ. Có thể tin vui các pháp rốt ráo không? Ấy gọi là trụ trong tánh bất thối chuyển, vì được khi phần bất thối chuyển, như trẻ con sinh trong dòng họ quý tuy chưa làm nên việc mà do dòng họ quý làm quý. Kinh, lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thọ tưởng, hành, thức. Không, nên trụ nơi mắt tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không nên trụ nơi nhãn xúc cho đến không nên trụ nơi ý xúc. Không nên trụ nơi thọ do nhãn và xúc làm nhân duyên sinh, cho đến không nên trụ nơi thọ do ý và xúc làm nhân duyên sinh. Không nên trụ nơi địa chủng, thủy, hỏa, phong, không, thức chủng. Không nên trụ nơi vô sinh cho đến lão tử, vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, sắc, sắc tướng không, thọ, tưởng, hành, thức, thức tướng không? Bạch Thế Tôn, sắc không, không gọi là sắc, lìa không cũng không gọi là sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng, hành, thức thức không, không gọi là thức, lìa không cũng không gọi là thức. Thức tức là không, không tức là thức cho đến lão tử tướng không. Bạch Thế Tôn, lão tử không, không gọi là lão tử, lìa không cũng không có lão tử.
Lão Tử tức là không, không tức là Lão Tử. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi sắc cho đến không nên trụ nơi Lão Tử. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi bốn niệm xứ, vì cớ sao? Vì bốn niệm xứ tướng không? Bạch Thế Tôn, bốn niệm xứ không, không gọi là bốn niệm xứ, lìa không cũng không có bốn niệm xứ tức là không, không tức là bốn niệm xứ. Cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tập hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi thí ba la mật, không nên trụ nơi giới ba la mật, không nơi nên trụ nơi nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, vì cớ sao? Vì thí ba la mật tướng không, cho đến bát nhã ba la mật tướng không? Bạch Thế Tôn, thí ba la mật không, không gọi là thí ba la mật. Lìa không cũng không có thí ba la mật tức là không, không tức là thí ba la mật. Cho đến Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, không nên trụ nơi sáu Ba La Mật. Luận, trên kia tu Bồ Đề do khiêm nhượng mà nói Bát Nhã tuy nói không nói, song thật đã vì Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Này tu Bồ Đề do môn, không trụ thẳng vì Bồ Tát nói Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật có.